Ông Snowden rời khỏi phi trường, đi vào Nga, tin từ mặt từ khoa. Cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, ông Edward Snowden, hôm nay đã rời khỏi phi trường Sergei Medvedev sau khi Nga chấp nhận cấp cho ông ta quy chế tị nạn, chấm dứt tình trạng lấp lửng của ông ta phải ở trong khu vực quá cảnh của phi trường. Một luật sư đã giúp đỡ cho ông Snowden cho biết, người thanh niên Hoa Kỳ đã rời phi trường và đi đến một nơi an toàn sẽ được giữ bí mật. Ông Snowden đang bị Hoa Kỳ truy nã vì đã tiết lộ các chi tiết của các chương trình tình báo bí mật của chính phủ. Tổ chức WikiLeaks là một tổ chức cũng đang hỗ trợ cho ông Snowden đã xác nhận trên Twitter là ông Snowden đã được cấp quy chế tị nạn ở Nga. Ông Snowden, 30 tuổi, đã tới mặt từ khoa từ Hồng Kông vào ngày 23 tháng 6. Ông muốn bay đến châu Mỹ Latin, nơi có ba nước đã đề nghị cưu mang ông ta, nhưng lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ông ta đạt được mục đích của mình. Trường hợp của ông Snowden đã gây ra căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Đốn muốn mặt tư khoa dẫn độ ông ta về Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc tội làm gián điệp.